Cuối tuần trên các báo có gì nổi bật, mời quý vị cùng chương trình Ngày Mới sáng nay điểm qua. Thưa quý vị, trong chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước Tô Lâm ngày 11 tháng 7, Việt Nam đã tặng cho Lào món quà đặc biệt là 20 xe điện Made in Việt Nam. Theo báo Tuổi Trẻ, việc này đã gửi thông điệp với khu vực ASEAN và thế giới rằng Việt Nam đang nỗ lực đi đầu về sản xuất xe điện, phát triển và chuyển đổi sang kinh tế xanh, thân thiện với môi trường. Theo tác giả bài viết, bằng cách phát huy năng lực sản xuất xe điện, Việt Nam không chỉ nâng cao sức cạnh tranh kinh tế mà còn góp phần vào mục tiêu giảm thải carbon trên toàn cầu. Tuy nhiên, theo bài viết, cuộc cạnh tranh sẽ còn gay gắt và phải dè chừng với những ông lớn trong ngành sản xuất ô tô, khi họ cũng tăng tốc để có vị trí dẫn đầu. Chưa kể, một số nước khác cũng không muốn đứng ngoài cuộc chuyển đổi sang kinh tế xanh. Trước xu thế này, tác giả bài viết cho rằng Việt Nam cần phải làm nhiều hơn nữa để đạt thứ hạng cao trong cuộc đua này. Chúng ta đã có tên trên bản đồ sản xuất xe điện và đã cam kết giảm phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Vì vậy, ngoại giao xe điện như một lời cam kết Việt Nam đang tăng tốc nhanh hơn nữa, chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, cùng chung tay bảo vệ trái đất trước vấn nạn biến đổi khí hậu. Trong dự án luật dân số đang trình xin ý kiến, Bộ Y tế đề xuất trao quyền quyết định sinh bao nhiêu con cho từng cặp vợ chồng, đi kèm là trách nhiệm chăm sóc và nuôi dạy con tốt. Tuy đây là đề xuất hợp lý và là một bước tiến quan trọng trong bối cảnh mức sinh đang giảm xuống quá thấp trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, theo ghi nhận của báo Lao Động, nhiều ý kiến cho rằng việc bỏ quy định sinh bao nhiêu con cần đi kèm với các biện pháp kiểm soát dân số hiệu quả, đảm bảo không xảy ra bùng nổ dân số. Theo bài viết, khuyến sinh là phải khuyến sinh đúng nghĩa, hấp dẫn, có hiệu quả, bền lâu, như nhiều quốc gia trong khu vực và thế giới đang thực hiện. Ví dụ, chính sách hỗ trợ tài chính, sinh kế, hỗ trợ mua nhà ở xã hội cho các gia đình, để đảm bảo họ có đủ điều kiện nuôi dưỡng và giáo dục con cái, chứ không chỉ là bằng khen và vài chục triệu đồng như một số địa phương đang làm. Theo báo Người Lao Động, thời gian qua, tình trạng cá độ bóng đá diễn ra ngày càng phức tạp, len lỏi vào mọi ngóc ngách của đời sống xã hội. Cùng với đó là hệ thống cá độ ngày càng tinh vi, đa dạng với hình thức. Bài viết chỉ ra hậu quả của cá độ bóng đá là vô cùng to lớn, gia đình tan nát, tự tử để giải thoát khoản nợ, hay dẫn đến các tệ nạn xã hội như trộm cắp, cướp giật, lừa đảo, v.v. Để giải quyết triệt để nạn cá độ bóng đá, tác giả bài viết cho rằng cần phải có sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Về phía nhà nước, tăng cường tuyên truyền giáo dục về tác hại của cá độ bóng đá, hoàn thiện hệ thống pháp luật, có biện pháp xử lý mạnh tay đối với các tổ chức cá nhân có hành vi tổ chức môi giới cá độ bóng đá. Về phía gia đình và nhà trường thì cũng cần quan tâm giáo dục con em mình.